Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 37, chuyện con chim kỷ. Tiền thân Tittira, ai kính bậc lớn tuổi. Câu chuyện này khi đến Xá Vệ, bậc đạo sư kể về trưởng lão Xá Lợi Phất đã bị tước đoạt trú xứ như thế nào. Khi ông cấp cô độc, đã làm xong ngôi tinh xá và gửi sứ giả báo tin. Bậc đạo sư từ Dương Xá ra đi, đến Tỳ Xá Ly, sống tại đấy cho đến thỏa thích, rồi lên đường đi Xá Vệ. Lúc bấy giờ, các đệ tử của nhóm Sáu Tỷ Kheo đi phía trước. Khi các trú xứ chưa được các trưởng lão ở, họ giành lấy. Trú xứ này dành cho giáo thọ sư chúng tôi. Trú xứ này dành cho sư trưởng chúng tôi. Trú xứ này dành cho chúng tôi. Các trưởng lão đến sau không được các trú xứ. Các đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất tìm trú xứ cho trưởng lão nhưng không được. Trưởng lão không được trú xứ, đã ngồi hay kinh hành dưới một gốc cây không xa trú xứ bậc đạo sư bao nhiêu. Sáng sớm, bậc đạo sư đi ra, đằng hắn thành tiếng. Trưởng lão đằng hắn lại. Thế Tôn hỏi: Ai đó? Bạch Thế Tôn, con là Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, vào giờ này ông làm gì ở đây? Trưởng lão kể lại sự việc ấy. Bậc đạo sư nghe câu chuyện, suy nghĩ: Nay ta còn sống, các tỷ kheo còn thiếu tôn trọng kính nể lẫn nhau. Khi ta diệt độ rồi, họ sẽ làm như thế nào nữa? Nghĩ vậy, bậc đạo sư khởi lên sự lo âu vì chánh pháp. Khi trời vừa sáng, ngài bảo tập hợp đại chúng và hỏi các tỷ kheo: Có thật chăng, này các tỷ kheo, các đệ tử nhóm 6 tỷ kheo đi trước giành hết trú xứ của các tỷ kheo trưởng lão? Thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn liền chỉ trích nhóm 6 tỷ kheo. Ngài thuyết pháp, bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ai xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất, được nước uống tốt nhất, được đồ ăn khất thực tốt nhất? Có người nói: Vì xuất gia từ gia đình Sát Đế Lỵ. Có người nói: Vì xuất gia từ gia đình Bà La Môn, từ gia đình gia chủ. Những người khác nói: Những vị trì luật, những vị thuyết pháp, những vị đã chứng thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Những người khác nữa nói: Những vị Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, những vị chứng Ba Minh, Sáu Thắng Trí. Khi các tỷ kheo đã nói ý nghĩ của mình, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, trong giáo pháp ta, xứng đáng được chỗ ngồi tốt nhất không phải vị xuất gia từ gia đình Sát Đế Lỵ, không phải vị xuất gia từ gia đình Bà La Môn, từ gia đình gia chủ, không phải vị trì luật, không phải vị trì kinh, không phải vị trì luận, không phải những vị đã chứng kiến sơ thiền, vân vân, không phải những vị dự lưu, vân vân. Nhưng này các tỷ kheo, trong giáo pháp này, tùy theo tuổi lớn mà quyết định về sự đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ mà nhận được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Chính ở đây, tuổi lớn là mức đo lường. Do vậy, tỷ kheo tuổi lớn xứng đáng được những sự ấy. Nhưng nay, này các tỷ kheo, Xá Lợi Phất đệ tử cao nhất của ta, di chuyển bánh xe tùy pháp, xứng đáng được trú xứ tiếp theo trú xứ của ta. Vì ấy lại không được trú xứ, đã trải qua đêm nay sống dưới gốc cây. Nếu đài các ông không tôn trọng, không kính nể lẫn nhau, thì với thời gian trôi qua, các ông sẽ xử sự như thế nào? Với mục đích khuyến cáo các tỷ kheo, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, trong thời quá khứ, các loài thú cũng nghĩ: Thật không thích đáng cho chúng tôi nếu chúng tôi sống không tôn trọng, kính nể lẫn nhau, sống không tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn tuổi nhất trong chúng tôi sẽ đảnh lễ vị ấy. Sau khi khéo tìm hiểu, biết được vị cao niên nhất, chúng đảnh lễ vị ấy. Vì vậy sau khi mạng chung, chúng được sanh tràn đầy thiên giới. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trên sườn Hy Mã Lạp Sơn, có 3 con vật sống gần một cây bàn lớn: con chim trĩ, con khỉ và con voi. Chúng sống không tôn trọng, không kính nể, không tùy thuận lẫn nhau. Rồi chúng suy nghĩ: Thật không xứng đáng cho chúng ta sống như thế này. Ai cao niên nhất giữa chúng ta sẽ đảnh lễ vị ấy. Trong khi chúng tìm hiểu vị cao niên nhất giữa chúng, thì một hôm, giữa chúng khởi lên phương tiện này khi cả 3 con ngồi dưới gốc cây bạc. Chim trĩ và khỉ hỏi con voi: "Này bạn voi, bạn có biết khi bạn thấy cây bạc này lần đầu tiên, cây ấy to lớn như thế nào?" Con voi nói: "Này các bạn, khi tôi còn bé, cây bạc chỉ là một bụi cây. Tôi đi ngang qua nó đụng bắp dế của tôi. Khi tôi đứng ngang cây ấy, cành cây cao nhất chỉ chạm đến lỗ rốn. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn là một bụi cây." Rồi hai con vật ấy lại hỏi con khỉ như trên. Con khỉ nói: "Này các bạn, khi tôi là khỉ con, tôi ngồi trên đất, chỉ dương cổ ra, có thể ăn được chồi cao nhất của cây bàng non này. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn nhỏ." Hai con vật kia lại hỏi con chim trĩ như trên. Con chim trĩ nói: "Này các bạn, thuở trước, tại một chỗ nọ có một cây bàng lớn. Tôi ăn trái cây ấy, đi đại tiện ở chỗ này, từ đấy cây này mọc lên. Như vậy tôi biết cây này từ khi cây ấy chưa mọc, do vậy tôi cao niên hơn các bạn." Được nghe nói vậy, con khỉ và con voi nói với chim trĩ có trí: "Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh tiếp, chắp tay, phục vụ bạn. Chúng tôi sẽ dâng theo lời khuyến giáo của bạn. Bắt đầu từ nay, bạn sẽ chỉ dạy khuyên bảo chúng tôi." Từ hôm ấy trở đi, con chim trĩ khuyên bảo chúng an trú trong giới luật và tự mình thọ trì giới luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nể lẫn nhau, tùy thuận nhau, sống như vậy cho đến mạng chung, rồi đi lên thiên giới. Bậc đạo sư nói, mục đích của ba con vật này là sống phạm hạnh nhờ con chim trĩ. Này các tỷ kheo, nếu những thú vật ấy sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau, thì vì sao các ông đã xuất gia trong pháp luật khéo giảng này, lại không thể sống tôn trọng, kính nể lẫn nhau? Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông, bắt đầu từ nay trở đi, tùy theo lớn tuổi, các ông hãy đảnh lễ, nghinh tiếp, chắp tay, phục vụ. Tùy theo lớn tuổi, hãy dành chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Bắt đầu từ nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuổi lại bị một vị trẻ tuổi tranh giành trú xứ. Ai tranh giành sẽ phạm tội. Sau khi kể pháp thoại này, bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ: ai kính bậc lớn tuổi là thiện xảo trong pháp, đời này được tán thán, đời sau sanh cõi lạch. Như vậy, bậc đạo sư nói lên lời tán thán hạnh kính lễ bậc lớn tuổi và kết hợp hai câu chuyện với nhau rồi nhận diện tiền thân. Thời ấy, con voi là một Kiền Liên, con khỉ là Xá Lợi Phất và con chim trĩ là ta vậy. Ha ha ha,